Xin chào anh em, trong video này tôi sẽ giới thiệu một cái tính năng đó là chống rung bằng phần mềm CapCut. Ở đây thì tôi sẽ lên mạng, đây tôi thấy có cái video của bạn Trần Tiến test video từ camera SC3, hình như cái này là camera hành trình. Các bạn hãy ủng hộ bạn Trần Tiến bằng cách truy cập vào kênh của bạn ấy và đăng ký giúp bạn ấy nhá. Giờ đây tôi sẽ minh họa. Tôi đã cắt một cái đoạn từ video của bạn ấy ra, đây là video gốc này. Tôi copy nó rồi đặt một cái nêu phía trên và đặt hai cái tag để cho các bạn dễ so sánh. Đây là gốc này, đây là chống rung này. Rồi bây giờ các bạn click vào cái clip, cái video mà muốn bật cái chống rung đúng không, khử rung này. Và phần video ở đây nó có một basic cut out với max, thì anh em nhìn xuống đây nó có cái mấy cái này có thể bỏ đi cũng được, không ấy thì ta tích bỏ đi. À xin lỗi, cái này là nó bị ấy đấy. Cái blend này ta không cần thì ta bỏ. Đây có cái stabilize, anh em tích vào đây đấy và đợi. Tùy vào tốc độ máy của anh em mà anh em phải đợi lâu hay chậm. Ví dụ tôi đang dùng MacBook Air M1 thôi, video này độ phân giải HD sao 720 mà. Mà cũng khá lâu, tôi xin phép tạm dừng một chút nha anh em. Anh em sẽ đợi chút để tôi tạm dừng. Thực ra rồi, tôi đã tạm dừng ghi vô một lúc. Thực ra tôi hoàn toàn có thể ghi hết và biên tập lại, nhưng thú thật với anh em là tôi rất là lười, chờ đợi rất ghét, nên thường là cái hướng dẫn anh em sử dụng các phần mềm hoặc là dạy lập trình ở trên kênh của tôi đều ghi hình trực tiếp màn hình và up luôn, không có qua biên tập chỉnh sửa gì cả. Đây nó đang đã được 95% rồi, đợi khá lâu đấy, vài phút. Video này dài có đâu có 1 phút 20 giây mà bật chống rung lên nó mất đến vài phút đồng hồ mới mới xong. Ở đây thì em chú ý là có cái level, tức là mức độ chống rung. Chúng ta thì những người không chuyên nghiệp, nếu mà chuyên nghiệp thì ta đã dùng Final Cut, đã dùng After Effects, đã dùng Adobe Premiere đúng không? Chúng ta những người không chuyên nghiệp thì tôi khuyến nghị em cứ để các cái thiết lập mặc định. Ở đây để mặc định là Never, là Recommend. Còn ngoài ra anh em có thể chọn những cái mức độ minimum cut, tức là thực ra chống rung là gì, tức là nó sẽ crop cái khung hình của anh em lại và nó xử lý đúng không, khung hình nó sẽ bị nhỏ lại, xong nó muốn kích cỡ vẫn to như cái ban đầu thì nó phải phóng to, zoom to ra một chút nên nó sẽ crop đi bớt đi. Minimum cut tức là chống rung thấp nhất và most stable tức là chống rung mạnh nhất. Rồi bây giờ sau khi đã chống rung xong đúng không, đây đã xong rồi, ta thử xem thế nào nhé. Cận quan sát phía bên trái là video gốc, phía bên phải là video chống rung. Đó, đây là cái chống rung bằng cắp cắt bằng phần mềm đấy. Nói chung là những cái rung lắc mạnh thì nó vẫn không thể khử được, nhưng đấy các bạn thấy phía bên phải nhìn mượt hơn đúng không? Phía bên trái có sự rung lắc, những cái rung lắc nhẹ ở bên trái thì bên phải nó ổn định. Còn những cái rung lắc mạnh thì đương nhiên là bên phải vẫn bó tay. Đấy các bạn thấy không nhỉ? Bên bên trái có cảm giác nó hơi rung 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 rung, còn video bên phải sau khi khử chống rung thì nó mượt hơn. Dĩ nhiên cái này chỉ hạn chế một phần thôi, còn nếu muốn chống rung tuyệt đối thì anh em phải dùng các gimbal hoặc là dùng những con camera hành trình xịn như kiểu GoPro hoặc là DJI hoặc đấy mấy cái đấy. Đấy ở đây muốn bật chống rung cho cái video nào, hoặc anh em muốn chống rung cho một đoạn thì anh em sẽ cắt nó ra đúng không, sau đó chống rung cho đoạn đó, click chọn vào cái clip đó và bật tính năng stable này lên. Đây có mức độ recommend này, minimum cut out này, most stable, đấy tùy anh em chọn. Rồi hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Nếu mà anh em có bất cứ thắc mắc, có bất cứ câu hỏi nào thì hãy ấn
để lại bình luận. Đừng tiếc gì một like, một sub để làm cái động lực giúp tôi tạo ra nhiều video mới hữu ích hơn nữa. Hẹn gặp lại em trong những video tiếp theo.